Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Hôm nay, chúng ta hiệp cùng giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mừng lễ Thánh Tâm, giáo hội muốn nhắc nhở mỗi Kitô hữu hãy nhớ đến tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho mình qua Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các trình thuật lời Chúa ngày hôm nay, đặc biệt trình thuật Tin Mừng, cho chúng ta thấy rõ tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thứ nhất, nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha, là tình yêu, như Thánh Gioan từng định nghĩa: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Sự mặc khải này là một hồng ân cao vời dành cho con người, đặc biệt những con người bé nhỏ. Bởi vì rõ ràng, dù thánh ý Chúa Cha muốn cho những kẻ bé mọn biết những điều sâu kín, nhưng tất cả mọi điều mặc khải ấy đều bày tỏ qua Chúa Giêsu, đặc biệt nơi trái tim cực thánh của Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu mời gọi những kẻ được Chúa Cha mặc khải hãy ở lại trong Thánh Tâm là nguồn mạch tình yêu của Ngài. Bởi vì chỉ khi được sống trong tình yêu, sự che chở của Ngài, thì con người mới đạt được hạnh phúc đích thực của đời mình. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Điều này quả đúng như lời vịnh gia thốt lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hẳn. Thứ ba, Chúa Giêsu mời gọi con người đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa để được đón nhận tình yêu ấy một cách trọn vẹn hơn. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Khi dùng tình yêu đáp trả lại tình yêu, thì mọi gian khó đều trở nên nhẹ nhàng. Đó là điều Thiên Chúa muốn con người đáp trả lại tình yêu nhưng không mà Ngài dành cho họ. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con biết tìm về nương ẩn bên Thánh Tâm Chúa là suối nguồn tình yêu vô tận. Amen.